I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your... Thêm một em kẻ nữa. Cái dáng này là dáng dáng kẻ mà, dáng eo hai hàng cúc. Cái chiều dài này rất là vừa với chiều dài của mình đây. Để mọi người nhìn thấy rõ hơn là khi mặc vừa với chiều cao của mình thì nó như thế nào. Còn nếu mà mặc dài thì nó sẽ ra sao. Cái thằng này nó là dáng eo nhá. Mình cài cúc vào bên trong mà khi mình mặc, mọi người nhìn. Dáng eo để mặc vào cho mọi người nhìn thôi. Chứ thực tế là khi mình khoác cái dáng eo như thế này ấy, thì nhìn nó vẫn rất là đáy, đúng không ạ? Cái kẻ này là kẻ bên ngoài nó vàng nâu ấy. Cái tông nó như là nó thiên về cái nâu nâu bò. Dáng này thì là dáng eo nhá. Nên là mình có sử dụng cài như này và mình kết hợp thêm cái dây beo cũng rất là đẹp. Ừ. Tất cả mình thường là mình kết hợp với dây beo chun để cho chị em mình cảm mặc thì nó dễ chịu ấy. Mặt nhung, ô dê vàng. Đấy. Đấy, chiều dài thì nó sẽ ngắn hơn cái chân váy bên trong của mình. Cái họa tiết này nó rất hợp với cái chân váy màu rêu nhá. Rêu hoặc là vàng vàng bò. Tông nâu. Dáng này thì nó sẽ phù hợp với chị em mà thích khoe body. Có nghĩa là thích là tôn cái form dáng của mình lên để cảm giác là mình có eo này, có hông này, có mông. Có nghĩa là muốn thích mặc những cái dáng gọn. Thì đây là một cái dáng, cũng là dáng blazer, nhưng nó là dáng eo và dài nhưng chưa che nhá, chưa giấu quần. Nói tóm lại là chiều dài này phù hợp với chiều cao những người 1m52 đến 1m55 như mình. Dây beo này rất là dễ chịu khi mình sử dụng, bởi vì nó là dây chun ấy, cho nên mình đeo mình không có cảm giác bị tức và khó chịu. Mọi người đi đâu có thể kết hợp thêm túi sách nhé. Vải kẻ mà mình đang mặc cái áo này thì nó cũng là chất liệu thô co giãn nhá, mặt rất là mịn, co giãn rất là nhiều, cho nên là khi mặc cái, đặc biệt là cái vấn đề chất liệu mình sử dụng để khi mình mặc lên dáng ôm eo ấy, nó cử động rất là dễ chịu, cho nên là chị em mình hoàn toàn yên tâm để mặc những cái chất liệu ở bên thời trang Thủy lựa chọn cho chị em mình nhá. Kẻ này cũng rất là tây nhá. Mặc dù là caro rất là to nhưng mà mặc không thấy béo, bởi vì cái tông khá là trầm nhưng sang. Mà đặc biệt là cái tông áo kẻ này, chị em mình có thể kết hợp rất là nhiều màu ở trong cái họa tiết này. Nếu như ai vòng ba của mình nhỏ thì mình có thể mặc thêm tông kem, quần kem hoặc chân váy kem bên dưới. Đấy. Còn nếu như ai mà cái vòng ba mình lớn, mình có thể mặc ở trong này rượu vang cũng được, màu rêu cũng được, màu nâu cũng được nha. Bởi vì nó rất nhiều này, nó có cái kẻ họa tiết màu rượu nho này, rồi là có cái họa tiết cái kẻ của nó là kẻ tăm rêu này, và cái màu nâu ở đây này, màu kem. Cho nên là chị em mình rất là nhiều màu bên dưới có thể lựa chọn dựa trên cái hoa văn họa tiết ở trên cái áo phía bên trên mình mặc nha. Cái cổ này kể cả là chị em mình ai mà muốn mặc phóng khoáng thoáng, không cần phải mặc áo bên trong luôn ấy, nó cũng rất là kín. Còn nếu như mà mình đến môi trường công sở, chị em mình mặc thêm cái áo bra này, áo dây bên trong, như thế rất là dễ chịu rồi.